Minh Luân, tôi nóng lòng cưới vợ. Diễn viên Minh Luân, 39 tuổi, đặt mục tiêu cưới vợ trong năm nay và mong sớm có con. Anh nói về cuộc sống, tình cảm dịp trở lại đóng dự án điện ảnh Hai Múi sau một thời gian vắng bóng showbiz. Vì sao anh im ắng, không hoạt động giải trí thời gian qua? Giai đoạn đại dịch, tôi về sống cùng gia đình ở Đồng Tháp, ăn uống thoải mái, tăng cân không kiểm soát từ 71kg lên 84kg. Khi trở lại thành phố Hồ Chí Minh làm việc, tôi ngại xuất hiện và không dám chụp ảnh, nhận phim hay xuất hiện ở các sự kiện. Tôi gặp áp lực về cân nặng nên bị stress. Sau đó, nhờ một số người chỉ dẫn và tập trung tìm hiểu nhiều phương pháp. Tôi chơi thể thao như đánh golf, tennis, ăn uống lành mạnh, mới lấy lại vóc dáng. Tôi cũng bị mất lửa với diễn xuất khi đóng phim liên tục trong nhiều năm qua, không có thời gian để tái tạo cảm xúc. Lúc trước, có khi một tháng tôi đóng 3, 4 phim truyền hình. Những vai diễn gần giống nhau, không có nhiều sự đột phá hay dấu ấn, không mang lại cho tôi cảm giác thật đã khi hóa thân. Lâu dần, tôi thấy nếu không thay đổi sẽ bị rơi vào lối mòn nên ngừng đóng phim một thời gian để nghe ngóng, quan sát, chờ đợi cơ hội tốt hơn. Năm nay tôi gần 40 tuổi, cũng cần phải nghiêm túc, thấu đáo hơn cho sự nghiệp cũng như chuyện tình cảm. Ở tuổi này, anh quan tâm như thế nào đến chuyện hôn nhân? Trong năm nay, kết hôn là một trong những gạch đầu dòng tôi muốn làm được. Đồng nghiệp cùng trang lứa đều vợ con đề huề nên tôi cũng mong có được mái ấm hạnh phúc. Tôi từng tính chuyện hôn nhân với bạn gái cách đây 2 năm nhưng do nhiều chuyện nên đến giờ vẫn chưa tiến hành được. Tôi nghĩ hoa đủ nắng sẽ nở, duyên vợ chồng cũng vậy, cần đúng thời điểm, không nên vội vã. Dù vậy, ở tuổi này tôi cũng áp lực lắm khi bố mẹ, người thân cứ hỏi suốt bởi là con trai một. Mục đích trong cuộc sống của tôi là có gia đình ổn định. Tôi chưa dám nói trước về kết quả nhưng sự quyết tâm là có thừa. Tôi không muốn chia sẻ nhiều về chuyện đời tư vì ngại điều tiếng. Trước đó, tôi mắc sai lầm khi khoe hạnh phúc trong các mối quan hệ tình cảm, không may gây ra ồn ào. Giờ tôi rút kinh nghiệm, muốn bảo vệ cho người hiện tại. Anh chuẩn bị ra sao trước dự định kết hôn? Tôi nghĩ mình sẽ nghiêng về gia đình nhiều hơn, bỏ bớt việc. Tôi kinh doanh song song với đóng phim chính là sự chuẩn bị cho tương lai khi làm trụ cột gia đình. Tôi dự trù nếu một ngày nào đó hết thời, không còn duyên với nghề, tôi vẫn có nguồn thu lo cho vợ con. Trải qua nhiều kinh nghiệm trong tình cảm, tôi không đòi hỏi quá nhiều ở bạn đời tương lai. Lúc 30 tuổi, tôi bị hấp dẫn trước một cuộc tình mãnh liệt, khiến mình muốn chinh phục. Hiện tôi chọn người mang lại cảm giác bình yên, có thể cùng nói chuyện, nhìn về một hướng. Định hướng công việc, cuộc sống của anh thời gian tới là gì? Sau dịch, tôi vất vả giải quyết nhân sự khi thu hẹp quy mô kinh doanh, từ hơn chục cửa hàng chỉ còn lại 2, nhiều lúc căng thẳng. Bẵng một thời gian, đạo diễn Vũ Thành Vinh lại ngỏ lời vì tin tôi sẽ diễn tốt nhân vật thứ 9, một người đàn ông nhiều thủ đoạn với vẻ ngoài lịch lãm trong phim Hai Múi. Tôi thích dự án này vì tạo cho tôi nhiều cảm hứng quay lại màn ảnh. Hiện tôi sống chủ yếu nhờ kinh doanh nước hoa, bất động sản, nhưng việc đóng phim vẫn là chỗ dựa tinh thần lớn. Dù làm gì thì tôi vẫn thích cảm giác đứng trước máy quay, sống nhiều cuộc đời khác nhau qua từng nhân vật. Tôi nghĩ mình sẽ hạn chế đóng phim truyền hình mà đẩy mạnh về điện ảnh. Tôi đang tìm kiếm vai có sự khác biệt, phản diện. Tôi cũng duy trì việc đi hát song song với diễn xuất. Sắp tới tôi sẽ ra MV về dòng nhạc Borello. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại nên không mưu cầu quá nhiều. Mỗi ngày, tôi quản lý công việc, thu âm, tập thể thao, thi thoảng đi du lịch cùng những người thân yêu. Minh Luân sinh năm 1985, là một trong những diễn viên quen thuộc của truyền hình miền Nam. Anh từng tham gia các phim Cỏ đuôi gà, Yêu thêm lần nữa, Anh em nhà bác sĩ, Pha lê không dễ vỡ. Bộ phim gần nhất anh tham gia là Lời nguyền lúc không hát, Mẹ rơm. Năm 2020, Minh Luân hợp tác với nghệ sĩ Hồng Vân mở sân khấu kịch Chợ lớn. Ngoài diễn xuất, anh có năng khiếu ca hát, đoạt Á quân cuộc thi tình Bolero 2016. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.